em cao được hơn 1.5m một xíu. Em cũng hơn 1m9 một xíu. Bọn em là tình yêu sét đánh đó chị, nhưng mà lúc đó là ảnh ngồi. Những câu chuyện hài hước vì chênh lệch chiều cao. Em thì thực sự em cảm thấy trong em là cao vừa thật. Xung quanh mọi người hay tò mò hay nhận xét, với thực ra em cũng cảm thấy cao ngang cao vừa. Cái đó mình có gọi là bị mê muội không em? Tự nhiên anh nói em bất chợt nhận ra. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề chuyên nợ. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng. Tôi là Đình Toàn và rất vui khi mỗi tối thứ sáu lại cùng quý vị trò chuyện. Chúng ta trò chuyện về những câu chuyện vợ chồng, những câu chuyện tình yêu. Và trong tình yêu thì chúng ta có muôn vàn sắc thái khác nhau. Có 1.000 lý do để người ta yêu nhau, nhưng cũng có cả 1.000 lý do để họ không yêu nhau nữa. Nhưng quan trọng là khi chúng ta yêu nhau và đến với nhau thì chúng ta làm thế nào để có thể thuận hòa, thuận vợ, thuận chồng. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay thì Đình Toàn mời quý vị cùng gặp gỡ vị khách mời rất quen thuộc với chúng ta, ca sĩ Thùy Trang. Xin mời chị. Chào chào chị. Mời chị ngồi. Thùy Trang xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Chào Toàn ạ. Chị Thùy Trang, có bao giờ chị Thùy Trang nghe một cái khái niệm đôi đũa lệch trong những cái mối quan hệ vợ chồng? Có chứ, có nhiều lắm. Ví dụ là lệch nhau về tuổi tác. Dạ. À, có nhiều người thấp hơn rồi người cao hơn. Dạ. Nhưng mà Trang nghĩ cái đó không có quan trọng. Toàn thấy như vậy không? Dạ đúng. Và thật ra cái sự đôi đũa lệch thì Toàn nghĩ là nó còn nhiều cái khái niệm khác nhau nữa. Và ngày hôm nay Đình Toàn mời quý vị cùng đến với câu chuyện chúng tôi ngày hôm nay trong chủ đề duyên nợ. Và quý vị hãy cùng xem đôi đũa lệch nó sẽ như thế nào. Và chúng tôi mời quý vị chào đón hai nhân vật của chương trình ngày hôm nay, đó là vợ chồng bạn Minh Hải và Bảo Ngọc. Xin mời hai em. Dạ, em xin chào hai anh chị cũng như chào quý vị khán giả. Em là Bảo Ngọc, còn chồng em là... Em, chị Minh Hải. Dạ. Chào hai em. Hiện nay công việc của Ngọc là gì? Dạ, hiện tại em đang làm chuyên viên trị liệu tâm lý cho trẻ em. Dạ. Vậy với Hải, công việc của Hải là gì? Dạ, hiện tại công việc của em là đang là giảng viên của Đại học Quốc gia. Chuyên ngành của em chính là về vận động, giáo dục thể chất. Hay ha, một người chồng thì chuyên về thể chất, vợ thì chuyên về tinh thần. Ôi còn gì bạn. Hay quá. Nhưng các bạn có biết không, khi mà các bạn bước vào đây á, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên và cả hai chị em chúng tôi đều phải ngước nhìn. Anh xin lỗi, em cao bao nhiêu? Dạ, em cao được hơn 1.5m một xíu. Tới tận hơn 1.5m một xíu. Hải bao nhiêu em? Cao. Dạ, em cũng hơn 1.9m một xíu. Còn em là 1.53m, có nghĩa là gần 1.5m. Còn anh Hải là 1.98m thì gần 2m. Thường á, giống như chúng ta đang trò chuyện nè. Dạ. Về cái đôi đũa lệch. Có bao giờ mọi người ngạc nhiên về cái sự không đồng điệu về chiều cao của hai em không? Dạ, thì đa phần phản ứng của mọi người sẽ giống anh chị. Thì đũa lệch thì thường mình đi ăn mình so đũa nó lệch xíu thôi. Còn tụi em là đến một y như một cái mui với một cái đũa. Thì ra ngoài đường thì mọi người hay rất là tò mò. Dạ. Nhưng mà hồi mà em quen Hải á, tự nhiên em có cảm giác là nó lệch như vậy. Có suy nghĩ không? Bọn em là tình yêu sét đánh đó chị. À. Dạ. Nhưng mà lúc đó là ảnh ngồi. anh ngồi. Em mà đi vào sau ngồi gặp nhau một quán cà phê tình cờ. Dạ, còn anh đang ngồi còn em thì đi vào sau. Lúc đó em lại lợi dụng cái lợi thế chiều cao của em để em gây ấn tượng. Nhưng mà có nghĩa là đầu tiên khi em ngồi trong quán cà phê em thấy cô này bước vào là em muốn gây ấn tượng với cô này rồi, hay là còn nhiều cô khác trong quán nữa? Anh em ơi, cái chuyện mình tung lưới mà con nào dính, con cá nào dính thì dính thôi. Nhưng mà em chỉ sợ là chồng em không dám nói. Thì đây là cơ hội duy nhất. Đúng không anh? Hãy em khai thiệt. Dạ, em khai thiệt là em lúc đó em chỉ có nhìn mỗi mình vợ em thôi. Cái lần đầu tiên em đi uống cà phê ở cái quán đó là cũng là lần đầu tiên em đến cái quán đó luôn. Mà cái quán đó lại gần trường của vợ em. Lại lúc đó em đang học thạc sĩ, đại học sư phạm á. Thì đối diện đó có một quán cà phê. Lúc em nghỉ trưa thì em qua đó em nghỉ trưa thôi, chứ hai bọn em không biết gì nhau hết. Thì lúc mà bọn em bắt gặp nhau, em thì em nhìn vợ em, nhưng vợ em lúc đó thì lại đi chung với bạn thân của vợ. Bạn thân thì lúc đó thì không có biết là vợ em có để ý em hay không. Dạ không.
Thế là bạn thân của vợ em thì lại chạy đến chi số điện thoại của em. Thế là rồi lúc về thì bạn ấy có kết bạn với em, mà em thì chỉ tìm của vợ em thôi. Rồi vậy bây giờ cô bạn đã hết thân với em chưa? Dạ, cũng đỡ thân một xíu. Không, nhưng mà anh thấy nè, thường các cô gái á, đương nhiên họ sẽ lựa chọn một cái người đàn ông bên cạnh mình cao to hơn mình chút để có thể che chở vợ. Nhưng mà dạ, khi nó quá nhiều thì em có ngại không? Tại thật ra là nãy anh thấy em đâu tới được vai Hải không ta? Dạ chưa. Đúng không? Anh thấy đó, đương nhiên thật ra phụ nữ thấp bé thì cũng không có vấn đề gì. Dạ, nhưng mà đôi khi anh thấy cái quan điểm chung á chị Trang, em thấy là mọi người sẽ lựa là vừa vừa thôi, chứ còn cao quá thì nó hơi phải bước. Không, em cao vừa, em cao vừa. Em không vừa đâu. Thật sự em cảm thấy trong em là cao vừa thật. Em chưa bao giờ cảm thấy trong em là quá cao so với mọi người. Khi các bạn đi trong những cái mối quan hệ, những cái sinh hoạt gia đình thì nó có trục trặc, nó có khó khăn gì không? Đợt bọn em chụp hình cưới, mấy anh chị anh cưới tội nghiệp lắm. Vậy là tội nghiệp cái anh chụp hình quá ha? Dạ, rất là tội nghiệp. Anh rất là khó khăn trong cái việc này phải không? Dạ đúng rồi. Như cho anh Toàn nghe cái kỷ niệm lúc mà mình chụp hình cưới như thế nào. Dạ, chụp hình cưới là bọn em cũng đã nói trước về tình hình, các anh hình dung nhưng mà không hình dung nổi. Dạ. Xong rồi lúc đó mấy anh phải đi cuốn cuồng, nào là đi tìm gạch, nào đi tìm ghế cao để chồng em ngồi xuống hoặc là em đứng lên, nhưng mà kiểu làm mọi cách, nhưng mà nên là cái buổi đó kéo dài gấp đôi giờ bình gấp thường. Gấp đôi. Thường quá. Dạ. Anh vẫn chắc là trong album hình cưới vẫn có được một tấm hình hai vợ chồng đứng cùng nhau. Dạ, cũng chân tiếp đất. Dạ, có không? Có không? Chân tiếp đất thì chồng em sẽ kiểu dang hai chân ra. Dang hai chân đó. Là còn... chú rể đứng vậy. Để cho thấp xuống. Giỏi. Dạ, có cái hình ngồi ghế cao, đa phần là ngồi ghế cao. Vậy thì với Bảo Ngọc, cái sự bất tiện khi có một anh chồng quá cao. Em thì nghĩ là cái mà em phải suy nghĩ đắn đo nhiều nhất là bây giờ mình sẽ mua giường 2m hay 2m rưỡi. Thế thực ra thì em sẽ tiện hơn những người khác, bình thường khác á. Tại vì ví dụ như lấy đồ trên cao hoặc là mang em đi đâu đó, nó rất là dễ so với những người khác. Thật ra tại cũng nghĩ đó, nếu chúng ta giữa phố đông người mình sẽ dễ dàng nhận được chồng mình liền, đúng không? Dạ, đúng rồi, anh dạ. Sẽ cao hẳn lên đúng không? Dạ. Em đi hội chợ là không, vợ không em không có lạc em đâu, chỉ có em. Chỉ có em. Dạ, chỉ có em lạc vợ em. Nhưng mà rồi khi mà dắt bạn về rồi ba mẹ sao? Nói chung là lần nào đến tận thời điểm này thì vẫn ngỡ ngàng thôi chị. chưa có bao giờ mà quen mắt được. Tụi em dạ. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi em lấy nhau phải 4 năm rồi. 4 năm? Dạ, nhưng mà quen nhau thì cũng gần 7 năm. Vậy còn phía gia đình của Hải? Thực ra thì xưa đến giờ em chưa bao giờ em dẫn bạn gái về, với lại phong tục của nhà em mà khi mà dẫn về là ý định là muốn cưới bạn này làm vợ hay sao đó. Khi mà dẫn về thì chỉ là bạn bè chơi vui với nhau thôi. Mới em hỏi cái bao giờ cưới, cái vợ em cũng sững người luôn. Mừng quá chứ còn gì nữa, phải không? Cái lúc đó là Tết Dương Lịch, thì qua Tết âm lịch cái là hai tụi em cưới luôn. Mà ai cũng hỏi xong cưới chạy, xong mà cưới nhanh vậy. Câu chuyện của anh và anh đang thấy là cả hai bạn đều rất là vui vẻ. Vậy thì trong cuộc sống có chuyện gì làm các em buồn nhất không? Nói chung đó là cũng gọi là bệnh nghề nghiệp đi anh à. Thì em làm tâm lý mà, cho nên là em chỉ các vấn đề mà vợ chồng em xảy ra thì thường giải quyết rất là nhanh. Nên là nhiều khi mấy chị, mọi người hỏi bọn em là có vấn đề gì trong cuộc sống không, thì bọn em suy nghĩ mãi không ra được vấn đề. Cái vấn đề lớn nhất thì em nghĩ là đó, giống như bọn em vừa chia sẻ là bọn em là một chuyên gia tâm lý. Này em thì từ trước đến giờ thì không biết về tâm lý, nhất là tâm lý của vợ mình thì lại càng không có rõ lắm. Khi mà vợ em có một cái luồng kiến thức mới thì em lại phải là cái người cập nhật đó nhiều hơn. Cái lúc ban đầu thì nó sẽ có những cái tranh cãi nhưng mà nó không có lớn lắm. Sau đó thì em cảm thấy nó được giải quyết mọi việc nhanh hơn mà không có để lại một vấn đề nào lâu quá lâu. Thường đàn ông á, họ sẽ thường không có cái sự tỉ mỉ hoặc là cái sự quan tâm nhiều với người khác, thậm chí mình có gia đình luôn. Nhưng khi mình biết, đặc biệt vợ mình là một người rất tâm lý, có nghĩa là cô ta có thể đoán và biết được, giống như nhìn hành động đúng không, nhiều thứ, thì anh đang nghĩ nó có nhiều áp lực cho người bên cạnh. Dạ vâng, thì đúng là cái vấn đề đó thì em cũng từng suy nghĩ và cũng từng trải qua. Khi vợ mình là một người giỏi về tâm lý, thứ hai là vợ em cũng giỏi các cái phương pháp, nhưng mà lúc đầu em cũng chia sẻ thẳng thắn cái chuyện đó với vợ em. Vợ em cũng là người giải tỏa cái việc đó với em, rằng là chỉ là ở đây là mình cứ sống với cái đúng cái suy nghĩ của mình, đúng cái cảm nhận của mình. Dạ. Dạ.
Nên là từ đó thì em cũng giảm bớt được cái áp lực một phần nào đó. Với một phần là chồng em là người rất là cầu thị, kiểu rất là muốn mong muốn học hỏi. Như hồi nãy anh có chia sẻ là khi mà em có kiến thức mới em chia sẻ với anh á, thì anh rất là học hỏi theo cái tâm thế là mình chưa biết cái điều này thì mình học thôi. Vợ mình biết sớm hơn một xíu và mình biết sau vợ mình một xíu thôi. Tâm thế của anh lúc nào cũng là tâm thế học hỏi. Thứ hai nữa, em cũng rất là thích cái kiến thức của vợ em, rất thích nói chuyện với vợ em. Tại vì nó toàn là những cái góc nhìn mới, từ trước đến giờ em chưa bao giờ mà em có những cái góc nhìn như vậy. Hay quá. Hỗ trợ cho nhau. Như là Hải nói là chị rất là công nhận với em là khi mà mình sống thật với lòng mình đi, mình sống tốt, thì tự nhiên là cái công việc của vợ em rồi cái tính cách của vợ em thì nó còn hỗ trợ cho em nhiều hơn, chứ chị thì không thấy là nó phải khó khăn gì đó với em hết. Thật ra là với cuộc trò chuyện thì anh thấy là Ngọc em lúc nào cũng vui và mang đến cho mọi người nhiều cái năng lượng á. Thì anh nghĩ cái điều đó rất là tốt. Nhưng rồi em một người chuyên về tâm lý đi, thì mình có phải chuẩn bị sẵn tâm lý để giải tỏa cho người chồng đôi khi không tâm lý của mình không? Hay. Đúng rồi. Câu hỏi của anh hay quá. Khi mình biết nhiều cũng là thiệt thòi nha Ngọc. Chính xác. Chào mấy khi được Ngọc người hiểu lòng mình. Cái nè bạn ơi. Thực sự cũng có những lúc em khó khăn. Theo kiểu là đúng như anh nói là mình truyền hết năng lượng cho mọi người, còn mình thì sao? Nhưng mà thực sự là may mắn của em là ngoài có chồng ở bên cạnh thì gia đình em hỗ trợ rất là nhiều. Mẹ em cũng là một người rất là tâm lý nữa, cho nên là em rất là có rất là nhiều chỗ dựa xung quanh. Thì tất nhiên là mình thiệt thòi hơn mọi người một chút. Nhưng mà được cái là chồng mình sẽ hiểu được mình thiệt thòi và sẽ bù đắp cho mình cái sự thiệt thòi đó. Trong mắt em không nói điều đó. mà sao tự nhiên em thấy là mắt hơi long lanh. Vì anh Tài nghĩ là sau nụ cười, sau cái niềm vui em mang đến cho mọi người, em có rất nhiều nỗi niềm chữ lại ở bên trong. Điều đó nó khó giấu ở trong mắt. Chúng ta có thể kéo rất nhiều cơ mặt đi lên, nhưng đôi mắt thì không, vì nó nằm trong cái khuôn khổ nhất định. Nghe em chia sẻ thêm, thực sự là ví dụ như là em thì có cái áp lực là tiếp nhận cái kiến thức mới. Còn vợ em thì nó như anh Toàn vừa mới đặt câu hỏi ấy, là vợ em là một người tâm lý rồi, tâm lý đối với người khác, thì còn người khác thì sao, thì vợ em bị thiếu một cái đó cũng nhiều. Đây là Hải hiểu rồi, Hải hiểu cho vợ đấy, rồi. Hiểu là một chuyện, nhưng mà nhiều khi em cũng không thể nào em cũng giải tỏa được cái tâm lý đó cho vợ em. Lâu lâu vẫn có cái những cái giống như là kiểu là mình giải quyết được cho người khác, cái việc của mình thì không ai giải quyết được cho mình hết. Nói chuyện với một người tâm lý đi, nhưng mà do vợ em cũng có được học về tâm lý, rồi cũng có các cái phương pháp, nên là vợ em cũng sẽ biết hết. Khó tiếp nhận hơn. Khó tiếp nhận hơn người khác. Phải nào thực sự là hiểu, rồi vừa hiểu và vừa biết cách để làm sao đó nói đúng được cái tâm lý vợ em thì nó hơi khó. Nên là bọn em dự định sẽ sống thêm vài chục năm với nhau. Để ảnh sau bước hiểu sẽ là bước thực hành cho em. Tại thường anh thấy là cái người về tâm lý, họ những người họ hay khuyên người khác thì họ lại thường không tìm kiếm được lời khuyên cho chính bản thân mình. Đúng không? Bởi vậy Toàn hỏi đúng tim đen cho nên là mắt em nó long lanh đó. Cái đôi đuôi lệch ở đây á, có nhiều thứ nó có thể là về ngoại hình, về chiều cao, về gia cảnh. Đúng không? Đôi khi cái hai cái môi trường, hai cái gia đình nó khác nhau. Giống như Hải chia sẻ là có thể bây giờ thì chưa, nhưng rồi chúng ta sẽ hiểu. Giống như kiến thức em muốn chị vợ em biết sớm hơn em một chút thôi, nhưng không chắc là tất cả, đúng không? Và bản thân mình sâu hơn một chút, nhưng cái phần đi sau á, nó sẽ cho người ta thời gian chiêm nghiệm để đôi khi nó sâu hơn chứ không phải là sâu hơn. Thì anh Tặng hy vọng, và thật ra là anh đang thấy Hải đang làm điều đó rất là tốt, và anh nghĩ chắc chắn Ngọc cũng sẽ cảm nhận được điều đó. Đúng. Mới thấy hai bạn rất là tươi, rất là hạnh phúc. Em cảm ơn chị. Đúng như anh Toàn nói là đôi đũa lệch thì nó lệch theo nhiều ý nghĩa khác nhau. Ngay cả cái việc mà hoàn cảnh, gia cảnh gia đình cũng vậy. Thì nhà em thì cũng là một gia đình rất rất là tình cảm, nhưng mà mọi người lại không có thể hiện với nhau ra qua lời nói. Mọi người thường là sẽ thể hiện với nhau qua cái hành động. Có khi ít giao tiếp với nhau, nhưng mà chỉ để hiểu và thương những người khác thôi. Còn gia đình vợ em thì vừa thể hiện tình cảm, vừa thể hiện qua lời nói, vừa thể hiện qua hành động.
sau khi gặp vợ em thì mình cũng sẽ thay đổi các cái vấn đề đó, làm sao nó phù hợp được cả vợ cả chồng. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc sẽ mang đến cho chúng ta nhiều điều mới lạ. Và thưa quý vị khán giả, thì chúng tôi mời đến đây hai nhân vật, chúng tôi kể những câu chuyện vui vẻ thôi, nhưng đâu đó chúng ta cũng thấy có một số cái nốt nhạc trầm. Giống như trong chị Trang hay hát đúng không? Phải có lúc cao trào, phải lúc dịu dàng. Như vậy nó mới thú vị chứ. Chị thấy là tụi em là chị rất là ngưỡng mộ cuộc sống của em. Mà hồi nãy chị nghe Ngọc nói là sống tới mấy chục năm rồi để chờ đợi. Thôi đừng có chờ. Như vậy là quý lắm rồi. Cho nên là ngày nào mình hạnh phúc là mình cứ tận hưởng. Và chắc chắn là ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng dành những khoảng thời gian riêng, những khoảng không gian riêng để các nhân vật của chúng ta sẽ có những điều mà chúng ta chưa bao giờ nói với người bên cạnh của mình. Thì anh Tài hy vọng đây sẽ là một cơ hội, đúng không? Mọi người sẽ có một khoảng thời gian riêng, và đó chính là khoảng thời gian này, thưa quý vị khán giả. Xin lỗi vợ vì những cái lúc anh còn làm em phải buồn, chưa có hiểu được em. Anh sẽ cố gắng làm sao đó để có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình để cho em có thể hiểu được và giảm bớt được cái gánh nặng buồn phiền trong cuộc sống. Anh yêu vợ rất nhiều. Cảm ơn anh đã cùng đồng hành với em trong gần 7 năm qua. Tất nhiên là trong cuộc sống sẽ có những lúc em không có vui vẻ được với anh hoặc là không có yêu thương anh nhiều, thì em xin lỗi anh, em yêu anh rất là nhiều. Hôm nay chị Trang rất là vui được tham gia chương trình và được trò chuyện cùng hai em để hiểu thêm về cuộc sống vợ chồng. Chị tặng cho hai em bó hoa và chúc hai em có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn chị. Bây giờ mình cầm hoa vậy em có thấy giống lúc mình chụp hình cưới không Ngọc? Làm lại một mô hình cưới cho anh coi cái hãy. Làm lại anh. Ô, vừa bạn rồi nè. Hay quá. Rất là dễ thương. Cảm ơn em rất là nhiều khi đến với chương trình Thuận Bờ Thuận Chồng. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Và trước khi đến với tập phát sóng ở tuần sau, Đình Toàn mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh của tập tiếp theo. Mình có sống lại nữa, mình cũng là thằng tàn phế. Một vụ tai nạn thay đổi cả một gia đình. Chân này của em lúc đó là em nhìn xuống là nó nát nhừ hết cả rồi. Chú ấn xô ra, chú cán qua cả chân này luôn. Chú thả em vậy trên cầu. Họ đã cùng vượt qua như thế nào? Em chỉ biết chăm anh mà chứ em cũng không biết là sau nó sẽ như thế nào luôn. Một câu nói của vợ em mà em vượt lên tất cả. Chỉ cần chồng sống lại thôi, kể cả chồng không làm mà chỉ chồng ngồi đó để cho vợ nhìn thấy chồng, coi như là vợ đẻ thêm một người con nữa. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng, chủ đề nghị lực. Quý vị khán giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.